Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với tựa game Đảo Kho Báu này mày. Hôm nay thì lại clip này mình sẽ vô và mình sẽ review tất cả trái ác quỷ hiện có của game Đảo Kho Báu cho anh em xem nha. Đó thì đó là yêu cầu của anh em gửi cho mình. Có một bạn yêu cầu mình là review mấy cái trái ác quỷ của mấy con tướng này nó có tác dụng như thế nào để cho anh em biết đường mua. Ok, thì bây giờ mình sẽ vô mà mình review thử cho anh em xem. Ôi, sao tự nhiên bị lắc vậy ta? Anh em đợi xíu nha. Dạo này game nó hay bị lắc ha. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ vô mình review mấy trái quỷ cho anh em xem thử nha. Đó, thì vô đầu tiên vô trang bị trái ác quỷ đây. Đây là trái ác quỷ của Akano. Trái ác quỷ của Akano thì có khả năng là khóa toàn bộ sĩ khí của địch. Nhưng mà hiện tại bây giờ đó, cái trái quỷ của Akano mình đang bị khóa lại, cho nên để fit lại cái kỹ năng khóa sĩ khí này anh em, như nó đang bị lỗi sao, cho nên là AD fit lại, cho nên là nó cũng hiện tại bây giờ nó không có tác dụng gì cho hết trơn á. Gắn vô là chỉ là như trái quỷ bình thường thôi chứ không có tác dụng gì hết, gắn vô cho đẹp thôi. Đó thì hiện tại bây giờ thì anh em khoan hả mua cái trái quỷ này, hoặc là mua để dành sau này thì không biết thì nó fit lại như thế nào thì tới đó tính sau. Rồi ok, để chắc ác quỷ của con Mihawk. Mihawk là cái thanh kiếm Yoru này anh em. Đó thì đòn đánh thường giảm 20 sĩ khí với địch. Thì cái này nói chung là gắn cho mấy con tướng bút này kia thôi, nhưng mà bây giờ nó cũng không có tác dụng gì mấy anh em. Tại vì giờ nó ra thêm mấy cái trái quỷ khác xịn sò hơn rồi, cho nên là anh em cũng không có nên mua cái này. Đó, khoan hả mua. Ok, tiếp theo là cái trái quỷ hữu dụng nhất hiện tại bây giờ, đó chính là trái quỷ của con Luffy, trái quỷ Gomu Gomu no Mi. Đó thì cái kỹ năng nổ tăng 150% sát thương, cho nên là có nhiều khi gắn vô mấy cái đòn thánh thường nó cũng có tăng cái kỹ năng này luôn anh em. Đó, cho nên là khá là ok, dùng để đi ải này kia, quýnh lộn này kia, rồi là trái quỷ của Gomu là hữu dụng nhất anh em. Đó hiện tại bây giờ là mấy con tướng đam chính là đa số là 100% là đều gắn trái quỷ này, con đam phụ thì cũng gắn luôn mà. Đó thì mấy con đam chính thôi mới sử dụng trái này thôi, còn mấy con bút thì nên sử dụng cái trái khác. Tiếp theo là cái lon của con Sanji. Thẩm bực bữa trước mình cũng đã có review rồi, thì nó ngăn cái bên kia khả năng hồi máu, giảm 70% khả năng hồi máu thôi. Đó, của cái địch từ mọi nguồn trong 6 giây. Đó, giảm 70% khả năng thôi, chứ nó như là nó không có 100% được. Đó thì nó cũng nói chung là nếu mà anh em trang bị con A hay Magellan vô ngăn hồi máu bên kia thì cái trái quỷ này nó cũng không có tác dụng như mấy anh em. Nếu mà anh em thiếu đam thì nó mới có hiệu quả thôi. Thiếu đam anh em cần bổ sung đam thêm á, thì không có thể trang bị thêm Magellan hoặc là ngay vô thì anh em có thể trang bị trái ác quỷ này vô cho mấy con tướng bút như là con Chopper hay là con Vivi này kia đâu. Rồi ok, thì đó là trái ác quỷ cái lon của con Sanji. Tiếp theo là trái ác quỷ có ai. Trái này cũng khá là ok anh em. Trái này mà anh em gắn vô cho cái con Yugo Kid hay là cái con Mihawk hay này kia rồi, đi ải đi quét hải tặc vạn dặm này kia rồi. Đó vô nó quýnh trừ thẳng 75%, có khả năng sát thương bằng 3% HP tối đa của kẻ địch luôn. Đó quýnh một phát là vô thẳng 3% máu của con địch luôn anh em, rất là ngon. 75% cơ hội lần, cho nên là xác suất này cao ra liên tục. Đó nói chung là mấy con tướng mà như con Yogo Kid mà nó tăng 200 mấy chục cái tốc độ đánh đó. Đó thì nó ra chắc là sám hồn anh em, ra chắc bấy nhầy bên kia luôn. Ok, đó là cái trái Meganomi, trái này là của ai. Rồi tiếp theo là cái trái quỷ Gogo Gogo Nomi, trái này là của Inel anh em. Đó có khi mình nộ lên thì có tỷ lệ 70% xuyên, 30% giáp trong 5 giây. Cái này thì nó không có khả năng mà lan tỏa cho toàn đội nha anh em, chỉ có tác dụng đối với con tướng mà nó đang sử dụng thôi. Đó, hôm bữa các anh em hỏi là có nên mua trái này không, nó có tác dụng cho nguyên đội không, thì không, nó chỉ có tác dụng cho một con tướng một đang sử dụng thôi. Đó thì nói chung là cái này nó cũng không có hữu dụng cho lắm anh em. Đa số thì anh em là trang bị cái con tướng đam chính là sử dụng trái của Gomu của Luffy hết này. Đó thì anh em cũng cân nhắc có nên mua hay không, thì đó là theo phân tích của mình thôi. Còn anh em thích thì có thể mua được thôi. Ok, tiếp theo là trái của Chopper. Trái của Chopper tăng kỹ năng nổ 40% bạo kích cho toàn đội trong 5 giây này, khá là ok nha anh em. Đó sử dụng cho mấy con tướng boost á, mấy con tướng boost mà mang theo là khá là ok. Đó kỹ năng nộ lên nó sẽ tăng luôn, chứ không có xác suất là có hay không gì hết, chỉ cần nộ lên là tăng liền. Đó đeo cho mấy con tướng boost là khá là ngon lành củ hành anh em. Ok, đó là cái trái ác quỷ của Hitonajito cũng rất là hữu dụng nha anh em. Đó nên mua, trái này là anh em nên mua. Rồi tiếp theo sẽ là cái trái ác quỷ của Mojia. Trái ác quỷ này tăng kỹ năng nổ tướng sử dụng có tỷ lệ 40% thôi miên kẻ địch. Chỉ có xác suất là 40% thôi miên thôi chứ không phải là 100% nữa nè. Đó, cho nên nói chung là cũng khá là ok, cũng nên mua trang bị cho một cái con tướng boost bên mình á, mấy con boost mấy con hỗ trợ này kia đeo vô nó để có khả năng thôi miên thì cũng khá là ok. Ví dụ như nộ 2 lần thì nó cũng dính 1 lần thôi miên vậy đó. Nói chung là cũng được thôi anh em, cũng tạm được thôi. Nếu mà anh em thích thì có thể mua, còn không thì khỏi trang bị sử dụng cái trái quỷ của con Chopper, mình thấy nó ngon hơn, tăng bạo kích cho tem toàn đội luôn, ok hơn nhiều. Ok, cuối cùng là cái trái ác quỷ của con gâu trắng, trái quỷ Guga Guga Nomi. Đó, cái trái quỷ này nói chung là nó cũng ít người xài anh em, tại vì nó tăng cho bản thân là 20% tụ vật lý, tụ phép trong 6 giây đó, sau khi sử dụng kỹ năng. Nói chung là ít anh em nào sử dụng lắm, con này cái trái này chủ yếu là dùng cho mấy con tướng tăng cơ thì chính. Đó, mấy con tướng mà lên tăng trâu bò này kia rồi trang bị vô thì cũng ok. Nhưng mà đa số thấy sử dụng cái trái ác quỷ của Gomu Gomu của Luffy là nhiều anh em. Ok, thì đó là cái phân tích và chi tiết về tất cả các trái ác quỷ hiện có ở trong cái con game này. Đó, nếu anh em nếu mà cảm thấy cái trái nào mà nó phù hợp ok thì anh em mua để mà sử dụng cho nó hợp lý, tại vì một trái nó cũng đâu có rẻ nè, khoảng cỡ 200-300 kim cương rồi đó một trái, nó rất là mất tiền, cho nên là anh em cân nhắc xem thử cái trái nào ok thì hãy mua. Ok, thì hiện tại bây giờ chắc là mình không có thời gian để mà mình đi thâu tóm ác quỷ chứ, chắc có thể tối mình rảnh mình sẽ đi thâu tóm ác quỷ sau, tại vì đi thâu tóm ác quỷ mà full cái này chắc khoảng cả 2 tiếng đồng hồ mới xong anh nè. Đó, cho nên là mình để sau đi. Ok, nếu mà anh em có thắc mắc gì đó anh em nhớ để lại đóng góp ý kiến dưới phần bình luận nha, và cho mình một like ở trong clip này nha. Hiện tại giờ mình thấy ít like quá, anh em xem nhớ cho mình một like để động viên mình nha anh em. Đó, cho mình có động lực ra nhiều clip hay hơn cho anh em xem, và đừng quên để lại đóng góp ý kiến của anh em ở dưới phần bình luận nha. Ý kiến của anh, đóng góp của anh em rất là quan trọng đối với mình, để mình có nhiều cái ý tưởng hay để mà ra clip giống như clip này nè. Anh em đóng góp ý kiến kia mình làm về cái trái ác quỷ này kia đâu, thì mình cũng tiếp thu ý kiến của anh em và làm về trái quỷ này cho anh em tham khảo thử. Đó, và đừng quên là mình đổi lại cái thời gian mà like vào buổi tối, thường mình sẽ like tối chủ nhật 21 giờ, nhưng mà giờ mình đổi lại buổi trưa để mình dễ like hơn. Buổi trưa mình like trực tiếp, mình tặng cho anh em sẵn, mình giao lưu nói chuyện này kia với anh em luôn. Đó, anh em đừng quên là chuyển lại buổi trưa ngày chủ nhật vào lúc 13 giờ nha anh em. Đó, thì mình sẽ có gì mà thay đổi mình sẽ thông báo trên fanpage. Fanpage thì mình để dưới phần mô tả của cái clip này, cái đường link mình để dưới phần mô tả, anh em có thể click vô và đăng ký theo dõi này kia rồi đó, để cập nhật sớm nhất cái tình hình có thể. Ok, thôi mình sẽ kết thúc clip đây thôi. Anh em xem clip đừng quên cho mình một like và một đăng ký để mình có động lực ra nhiều clip hay hơn cho anh em xem nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều, tạm biệt anh em, bye bye anh em nha anh em.